Ngày chiều có món cá chạch kho, cái này nó nuôi phải không nhỉ? Nuôi chứ bây giờ làm gì có quá đẹp đâu, Cá được chạch cái này tí sẽ đi kho tiêu. Này 1 ký không, hơn ký không? đi mỗi 50 đó, Mốt năm chục. không lẽ năm là Đấy, vườn buổi chiều thu. Vịt này Tết sẽ cho bao nhiêu rồi? Rau cải ngọt đây. Rau muống. Bên này rau diếp. Rau ấy, rau đây, đây là nấu canh cua bao ngon, như một vài luống hẹ. Đây là cây cà ghém, cây cà pháo đang ra đậu hoa, chưa có trái. Rau thơm. Rau quế. Rau ngò. Ngò gai. Ngò gai này cho canh chua bao thơm. Nên là ba bụi xạ. Cây lá vối này. Vối là nấu nước uống. Đây là hai miếng vịt bây giờ đi chặt. Chặt để hầm với bí đỏ. Cứ tắt như vậy. Chặt cái này đã. Con đó luộc chấm mắm. Luộc. Sắc hơn được không? Dao sắc hơn được không? Sau cái miếng đó bỏ vô luôn. Bỏ chặt hai cái đầu ra, bẻ bẻ làm đôi. Này đi hầm với bí. Đây, giờ cho mấy em vịt này vào bếp rồi để hầm với bí đỏ nha quý vị. Ăn cái từng vầy thịt thì sẽ đi làm sả ớt, xào sả ớt, mỡ lọc mỡ đi. Đấy. Lọc đi, lấy dao cắt đi. Nó giúp đi. Đấy. Đây là đi xào sả ớt nha quý vị. Bây giờ cái này có ớt mới có sả rồi.
mình sẽ đi vào cho nước mắm với bột nêm vô. Này là rau lang nè, rau lang sẽ đi luộc. Có ai ăn thêm củ nữa đi. Để cắt đôi rồi đây. Đấy. Này sẽ đi hầm với vịt. Bây giờ mình sẽ cho một tí bột nêm vô này. Bột nêm vô. Đó. Đây, nước mắm nhĩ cá cơm Thanh Liêm. Cho đây một tí. Vậy cho. Nó mà không có ấy nước đâu, mày tắm mày đừng có đeo nước nó vô. Đồng hồ dụng vậy. Ở trong còn dừa không? Giờ cho tí nước màu vô nữa. Rồi, giờ cho tí đường vô nữa này. Đường vô. Đó, cho tí đường vô nữa này. Ok rồi đó. Đấy, bây giờ sẽ đi đánh vẩy. Đánh vẩy mấy con cá này. Cá trạch nhúng nước không sẽ đâm vậy. Hai cái thớt cá cho nó hết nhớt đi thì sẽ kho. Đó, giờ bắt hai bếp lên rồi. Này là nước luộc rau, bên đây là hầm xương. Đấy, giờ sẽ đảo cái này lên. Ướp sẵn này, giờ đảo lên. Đảo lên để xào. Đấy, rim. Rim gì xả ớt. Bao cay. Đấy. Giờ sẽ đang nấu món này. Đây, nồi nước vịt đang là chuẩn bị sôi. Đó. Chuẩn bị sôi rồi cho bí vô. Nào, hấp dẫn rồi. Sôi rồi này. Đang chờ cho nó chín, cho nó khô nước lại. Bên này cũng sôi luôn rồi này. Mang cái rổ rau vào đây đi, luộc rau này, xôi rau rồi này. Bây giờ cái nước này sẽ cho tí muối vô thôi. Tí thôi, cái nó mặn lắm nửa thôi. Nhiều dữ vậy. Tí muối rồi. Đảo bên kia đi, đảo. Cầm bóp cái lấy vô không đảo. Đây, giờ sẽ cho rau vô, luộc rau, rau lang như vậy. Cho nó hết vô luôn. Ăn một bữa cho nó đã. Đây. Bữa này sẽ dần xuống. Bí đâu cho. Bí đã thái lần xong. Thôi đảo vậy thôi, xong rồi ra lấy bí đi, ra lấy bí cho vô cái nồi hầm xương. Đó. Đây quý vị, đang là sôi. Đây, gần cạn nước hết rồi. Gần cạn nước hết. Nó sôi một đảo một hồi nữa. Cái bí đổ vô cái đũa đảo. Đó. Đại vùng này vô cho nó sôi. Rồi đảo cái rau đó lên một lần nữa cho nó chín. Cho nó thật là chín.
Bây giờ tắt bếp đi. Rồi vớt rau nha. Rau luộc ngon không? Cho nó nhỏ hết nước không, bỏ vô đĩa. Rau lanh, rau lang ở vườn trồng. Ngon luôn. Cho nó nhỏ hết nước, không tí nó gạn. Điện rau lan là chuẩn luôn. Xanh mướt. Khói bốc nghi ngút luôn. Còn nữa không? Tí hết lần nữa. Rồi giảm, giảm nước một lần nữa ở cái đĩa ra. Rồi hết nước. Đó. Đây một đĩa rau lang chuẩn luôn. Check lại cái nồi. Ui, trong mấy cái chụp kia kìa. Ra lấy cái thìa to cho đây để nêm nếm. Xương vịt hầm, hầm bí đỏ. Rồi khoáng lên nha. Xương vịt hầm bí đỏ là một một trái bí mà nhìn thấy có vẻ như ít quá. Hỏi mẹ xem có hành lá không, cắt vô đây cho không. Quả bí lấy mấy tép xong cắt ra. Đó, bây giờ sẽ đi lên nếm. Được một đĩa, một đĩa vịt kho gừng. Nhìn hấp dẫn không? Vịt kho gừng. Đây là một nồi cá. Bây giờ mình sẽ đi ướp. Mình sẽ đi ướp đây, cho tí muối vô ít thôi nha, cái này phải ngon, kho ngọt ngọt. Rồi sẽ cho một tí bột nêm. Đây, bột nêm. Mẹ xem có tiêu không, có tiêu không? Mình có tiêu cho tí nước mắm vô. Tiêu xanh cho vô luôn, xúc một thìa. Không có cái trong đó có cái thìa đó xúc. Vâng, không có. Đây, đổ vô luôn đi. Nữa, 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 nữa. Rồi. Đường đâu ta? Cái này là đường đúng không ta? Mở đường ra nha. Cho tí đường vô. Rồi bây giờ sẽ cho nước màu. Đó, dốc vô luôn. Dốc vô. Chạy đều đều nữa. Đó, rồi rồi rồi. Đó, bây giờ lấy cái đôi đũa đảo lên nha. Đôi đũa. Đó. Đảo lên. Cho nó ngấm. Cá chạch kho tiêu. Tí thái mấy trái ớt vô nữa. Cứ đảo đi, cứ đảo lên cho nó ngấm. Rồi, để đó cho nó ngấm một hồi nữa rồi bắt lên bếp. Bây giờ sẽ nếm lại một lần cuối. Được rồi ha. Mặn rồi hả? Cho thêm nước không? Cho thêm tí nước. Lấy nước đi. Nếm mày lên mặn. Cho mày muốn sửa sao thì sửa. Nồi này đã xong rồi nha. Bên đây là nồi nồi cá kho. Để coi coi. Ồ, còn đang sôi nữa. Lửa lim rim. Tí ăn là bao ngon.
Làm hai chén này một chén thôi. Một chén thôi. Đó, bây giờ múc tô canh ra tô cho vậy. Nhiều xương vô tí nó gặm hết rồi. Rồi, múc nước nha, thêm tí nước cho nó gọn gọn vô. Rồi, bê ra đi. Tỏi xong thì tao nhặt vỏ ra đi. Thằng này nó làm bê bối. Tỏi vỏ thì tao nhặt thì tao vứt vào thùng người ta rửa. Mấy cái này đi cho nó sạch sẽ. Làm xong thì đĩa người khác hầu. Gắp lâu thế, muốn chờ này sao? Rồi, ăn hết xong gắp tiếp. Rồi gần. Cá chạch, có tiêu. À, bữa cơm trưa có gà bí đỏ, hầm xương vịt, đầu vịt, vịt xả ớt, kho xả ớt và rau lang luộc. Rau lang luộc vào đây, cá chạch kho tiêu, quá ngon luôn. Rồi bây giờ ngồi xuống chiến đấu thôi.